thiên kim nhà giàu nhất Bắc Kinh bị ác bá rượt đuổi 3 ngày 3 đêm rồi. Một chiếc xe đẩy trẻ em chắn trên con đường duy nhất của bọn họ. Chứng kiến mẹ con họ sắp phải chết thảm dưới bánh xe ô tô. Đột nhiên nữ tổng tài điên cuồng đổi phương hướng, thậm chí còn biểu diễn một cú drift quyến rũ và ấn tượng. Cô ấy rất đắc ý, nhưng không nhìn thấy một người đàn ông cũng xuất hiện trước xe. Giây tiếp theo cô ấy liền đâm hất văng người đó ra xa hơn 800 mét. Nữ tổng tài một chân thắng lại, dừng xe một cách thô bạo. Lúc này bọn ác bá cũng vây quanh anh ấy. Nữ tổng tài liền xuống xe muốn đưa người đàn ông nhập viện. Nhưng bọn ác bá vốn dĩ không quan tâm sống chết của người đàn ông, liền muốn trói nữ tổng tài giữa thanh thiên bạch nhật. Các người tên là gì? Bằng lái xe các người là học từ bé phải không? Có biết lái xe không? Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta bị đâm hất văng hơn 800 mét, tại sao lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng không biết, có phải là cô đụng vào tôi không? Tâm trạng bây giờ của tôi không tốt. Cho tôi một lời giải thích. Đường ra tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, người không liên quan, tránh ra. Hoặc đi. Hoặc nói. Đây là cao thủ đứng đầu đường ra ta, nhưng lại bị đánh dễ dàng như vậy. Tiên sinh, chúng tôi đồng ý bồi thường, đừng động vào tiểu thư nhà chúng tôi. Cút. Tiên sinh, vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn, như này đi chúng tôi bồi thường, bao nhiêu tiền cũng được. Tối giống người thiếu tiền sao? Cho một lời đi, đừng nói cô là đại tiểu thư đường ra. Cho dù cha cô là Vi An quốc hào cũng không được. Vậy như này đi, tôi Đường Diệu Âm lấy than báo đáp gả cho anh như thế nào? Tránh ra, tôi có vợ rồi, cô mau cho tôi lời giải thích. Anh không phải là muốn câu trả lời sao? Tôi đã lấy thân báo đáp rồi. Còn không đủ sao? Tiểu thư, chị biết chị đang nói gì không? Cô bị bệnh à? Anh biết tiểu thư nhà tôi là ai không? Đại tiểu thư Đường gia, chủ tịch tập đoàn Ngân Hà. Anh dám nói những lời như vậy? Nhà tôi sắp xếp cho tôi một đống hôn sự, anh kết hôn giả với tôi, tôi cho anh 500 vạn như thế nào? Cô thực sự bị bệnh rồi, đừng nói 500 vạn, cô cho tôi 5.000 vạn, tôi cũng không thể phản bội vợ tôi. Trái lại cô, điều trị lập tức, vậy sẽ trở nên hóc búa hơn rồi. Này, tại sao anh nguyền rủa tiểu thư nhà chúng tôi? Kết hôn cũng có thể ly hôn mà. Nếu 500 vạn không đủ, tôi cho anh 1.000 vạn, 1.000 vạn như thế nào? Tôi không có hứng thú nói nhảm với cô, vợ tôi còn đang ở nhà đợi tôi. Anh không phải để tôi cho anh câu trả lời sao? Tôi cho, anh nói tôi bị bệnh, vậy tôi nghĩ tôi bị bệnh, coi như tôi sợ cô rồi. Đây, thuốc này, có thể chữa bệnh của cô. Tôi đối với giao dịch của cô không có hứng thú. Tạm biệt. Người đâu? Tiểu thư, anh ta vừa rồi có phải là xuyên không rồi không? Anh ta vừa rồi nói tên là gì vậy? Diệp Long Nguyên, lập tức đi điều tra cho tôi. Tôi muốn tất cả tài liệu của anh ta. Tiểu thư, chị thật sự muốn gả cho anh ta sao? Nếu không thì gả cho Tiêu Lăng Thiên, cái tên háo sắc đó sao? Quay về tìm vợ của anh ta nói chuyện, mượn chồng của cô ấy. Tiểu thư, bệnh này chị... Ai bị bệnh? Anh ta mới bị bệnh đó. Tiểu thư đây sức khỏe rất tốt, tôi có chết, tôi cũng sẽ không uống thuốc của anh ta. Vâng. Tiểu thư, chị làm sao vậy? Thuốc. Trần Thiếu Kiệt, 3 năm trước. 3 năm trước anh gửi tôi đến đó, không ngờ rằng lại trở thành cơ hội của tôi. Sau 3 năm tôi quay trở về rồi. Bái kiến thần chủ, đứng dậy. Cô đến làm gì? Thưa bẩm thần chủ, lần này anh quay về, thuộc hạ đặc biệt mang theo mệnh lệnh của thần chủ và chìa khóa biệt thư Cửu Châu số 1. Ngoài ra, Đường Thiên Long, người đứng đầu Đường gia, vốn dĩ muốn đem cháu gái Đường Diệu Âm đính hôn với anh, nhưng cô ấy đào hôn rồi. Vậy như này đi, tôi Đường Diệu Âm lấy thân báo đáp, gả cho anh như thế nào? Anh không phải là muốn câu trả lời sao? Tôi đã thấy thân báo đáp rồi, còn không đủ sao? Cô ta có phải nghĩ rằng người bản thân muốn gả là đứa con bị bỏ rơi của Tiêu gia Tiêu Lăng Thiên không? Thực sự là như vậy, nhưng người trên thế giới đều không biết anh chính là đứa con bị bỏ rơi của Tiêu gia Tiêu Lăng Thiên. Đến nay bút danh Diệp Long Nguyên, thành tích bất hủ trong 3 năm qua, được phong làm vua kề vai nhất tự, nắm giữ thiên môn làm chức vị thần chủ. Thôi đi, trước tiên đừng quan tâm cô ta,
Tâm Thiên Kiều bọn họ đang như thế nào rồi? Bẩm thần chủ, năm đón anh vì Lâm gia, sau khi chịu đựng cơn tức giận của Trần gia, Lâm gia luôn gặp khó khăn. Dưới sự giúp đỡ của anh, bây giờ đã trở thành gia đình giàu có ở Diêm Thành. Đường gia cũng theo như sự chỉ bảo của anh, đem dự án 100 tỷ đưa cho vợ anh Lâm Thiên Kiều. Rất tốt. Cô quay về chuyển lời cho lão Đường, Lâm Thiên Kiều mà ông ta giúp đỡ chính là vợ của bổn vương. Bổn vương đã quyết định tại tiệc Long Môn phong cô ấy làm nữ vũ hầu của cung điện Khôn Luân. Thuộc hạ đã rõ, nhưng thuộc hạ còn một chuyện không hiểu, tại sao lần này anh quay lại Lâm gia một chút thành ý nghênh đón anh cũng không có? Chắc hẳn là Thiên Kiều tham vọng sự nghiệp quá nặng, bận rộn chút chuyện thôi. Các ngươi đi trước đi. Kiều Kiều, em yên tâm, dự án này anh chắc chắn giao cho em. Lần này, cảm ơn cậu tập đoàn Ngân Hà rất nhiều, kéo về dự án 100 tỷ, để Lâm gia chúng tôi lên một tầng nữa. Bác gái, vì Thiên Kiều, tất cả những chuyện này để y là con nên làm. Vợ. Anh. Trần Thiếu Kiệt. Các người đang làm gì vậy? Diệp Long Nguyên. Anh vậy mà xuất hiện rồi. Trần gia tôi và Lâm gia bây giờ là quan hệ hợp đồng, tại sao tôi không thể ở đây? Mẹ, đây là chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Cậu biến mất 3 năm, vì Lâm gia chúng tôi đã làm được chuyện gì? Những năm này nếu không phải là Thiếu Kiệt giúp đỡ, chúng tôi làm sao có thể trở thành hào môn? Vì vậy các người liền đội ơn anh ta. 3 năm trước anh là đánh bại Lâm gia các người như thế nào? Tôi là bước vào đây như thế nào? Các người quên rồi sao? Đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Khổ cực mà anh chịu, em sẽ bồi thường cho anh. Lần này, Thiếu Kiệt là vì chúng tôi mang lại dự án 100 tỷ. Thằng nhóc cậu có tư cách gì ở đây hoa tay múa chân? Là dựa vào anh ta. Nếu không là vì tôi, Lâm gia bà có ngày hôm nay không? Đang nói vớ vẩn gì thế? Cậu là cái loại gì chứ? Còn nói giúp đỡ Lâm gia chúng tôi. Bây giờ Lâm gia chúng tôi không còn như xưa nữa. Cậu cũng đã không còn xứng với con gái tôi rồi. Mau ly hôn với con bé. Bác gái bình tĩnh, anh ta suy cho cùng biến mất 3 năm rồi, bây giờ xuất hiện, nhìn thấy các người lên như diều gặp gió, ghen tị là điều bình thường. Anh ta không hiểu cho tôi không sao đâu. Tôi không để tâm, vì Thiêu Kiều kéo về dự án 100 tỷ này, tôi là tự nguyện, nhìn thấy chưa? Đúng là Thiếu Kiệt chúng ta hiểu lòng người. Cậu học hỏi đi, hèn hạ. Bây giờ Lâm gia chúng tôi không những hợp tác với Đường gia, tiệc Long Môn tối nay Thiên Kiều chúng tôi sẽ được phong làm nữ vũ hầu, trở thành người giữ ấn tín. Tất cả những điều này đều là sự giúp đỡ của Thiếu Kiệt. Cậu không xem lại bản thân cậu, làm mất mặt Lâm gia chúng tôi, thật sự là khẩu khí rất lớn. Còn để Đường gia tặng cho Lâm gia dự án 100 tỷ, anh ta là thần chủ Thiên Môn hay là chúa tể cung điện? Nói cho các người biết, nếu không phải là vì tôi, tất cả vinh quang của các người đều sẽ trở nên vô nghĩa. Dựa vào Trần gia Thiếu Kiệt và Đường gia của tập đoàn Ngân Hà là đối tác hợp tác, cậu có thể so sánh được không? Anh đủ rồi Diệp Long Nguyên, những chuyện này rõ ràng chính là Thiếu Kiệt làm, tại sao anh lại xuyên tạc? Em gọi anh ta là gì? Thiếu Kiệt. Anh ta 3 năm trước đàn áp Lâm gia làm sao, thậm chí còn khiến anh bị đưa ra biên giới. Em bây giờ thế mà, Diệp Long Nguyên, cậu nên tìm hiểu Thiên Kiều một chút. Nhiều năm như vậy, cô ấy một mình nắm giữ cả Lâm gia, không dễ dàng. Giận không? Giận là đúng rồi. Năm đó tôi không chỉ tự mình tiễn cậu đi, bây giờ tôi cũng yêu cả vợ cậu rồi. Tiểu thư, chị sao vậy? Không đau nữa rồi, hơn nữa toàn thân cũng rất thư giãn. Thuốc này thật sự thần kỳ như vậy, trước đó chỉ là cảm thấy không thoải mái, không ngờ rằng lần này phát tác lợi hại như vậy. Nếu không phải là thuốc của anh ta, tôi cảm thấy tôi lần này tôi sắp đến rồi. Tiểu thư, chị rốt cuộc là người gì vậy? Bảo cô điều tra ra chưa? Tiểu thư, điều tra được rồi. Diệp Long Nguyên, 3 năm trước trở thành người ở rể Lâm gia. Lâm gia cũng là một trong những đối tác của tập đoàn Ngân Hà chúng ta. Lúc đầu Lâm gia đắc tội với Trần Thiếu Kiệt của Trần gia, Diệp Long Nguyên, anh ta thay Lâm gia chịu tội. Nhưng, vợ của anh ta, hình như với Trần Thiếu Kiệt gần gũi với nhau rồi. Tuyệt. Đi thôi, chúng ta đến Lâm gia, cướp chồng. Diệp Long Nguyên, đây là nhà tôi, anh đừng có quá đáng. Em vậy mà nói giúp anh ta, 3 năm trước anh ta đàn áp Lâm gia như thế nào? Toàn bộ là anh đứng ra giúp các người ngăn chặn, cuối cùng còn bị đưa đến vùng biên giới. Vậy thì làm sao, thiên hạ xì xì sao sao, đều vì lợi ích đến. Bây giờ thời đại khác biệt rồi. Thiếu Kiệt là đối tượng hợp tác của Lâm gia chúng tôi. Hơn nữa anh ngoài đánh đánh giết giết, anh còn có thể làm gì? Vì vậy đây là thái độ của em bây giờ, tình cảm vợ chồng vài năm của chúng ta. Em vì một chút ân huệ nhỏ, em bây giờ giúp anh ta, nhưng 3 năm này anh
không phải là vô ích như vậy. Em sẽ không nói giúp anh ấy. Anh vô ích là anh sau lưng giúp đỡ Lâm gia em. Anh làm nhiều như vậy, bây giờ trong mắt em trở thành vô ích, lẽ nào không phải sao? Bây giờ anh còn đến cướp công lao của Thiếu Kiệt, 3 năm lao động, tại sao anh lại biến thành người vô liêm sỉ như vậy? Anh lập tức ra ngoài, anh đừng ở đây gây chướng mắt nữa. Em vì 3 năm lao động của anh, em bây giờ vì anh ta mà đuổi anh ra khỏi đây. Diệp Long Nguyên, anh còn không hiểu sự thật sao? Bây giờ anh cầm cái gì so sánh với Thiếu Kiệt? Dựa vào tôi. Cô ấy là ai, tôi là ai không quan trọng. Diệp tiên sinh bên cô 3 năm. Diệp Long Nguyên, tôi cần một lời giải thích. Anh và cô ấy chỉ là tình cờ gặp nhau. Anh nghĩ tôi tin sao? Được thôi, con gái tôi và Thiếu Kiệt chỉ là quan hệ hợp tác. Anh lại ở đây xùa. Kết quả bản thân anh quyến rũ người phụ nữ khác. Ly hôn, hôn nhân này nhất định phải ly hôn với anh ta. Nếu không phải vì thể diện của Diệp tiên sinh, sẽ không phải là một cái tát đơn giản như này. Diệp Long Nguyên, xem ra anh ngồi không 3 năm lại không thể khiến anh thay đổi. Anh trái lại ngày một thậm tệ hơn. Cô đồ phụ nữ rất nát. Người chồng mà cô khinh thường, cô không biết anh ấy có bản lĩnh bao nhiêu. Ha ha, anh ta có lợi hại gì chứ? Anh chỉ là một tên phế phẩm, ám váy đàn bà. Diệp Long Nguyên, anh có thể hiểu chuyện không? Tối nay chính là ngày Lâm gia chúng tôi bước vào Long Môn. Anh muốn quấy rối sao? Bước vào Long Môn, chỉ một món quà của Đường gia liền khiến em tự mãn như vậy? Phong ân bội nghĩa rồi sao? Anh biết Đường gia là tồn tại như thế nào không? Hào môn đứng đầu là doanh nghiệp đa quốc gia, một cái chỉ tay cũng có thể đè chết anh. Tên phế phẩm cậu, thật sự là bản tính khó rời. Bản thân cậu muốn chết, đừng liên lụy đến Lâm gia chúng tôi. Con gái ly hôn với anh ta đi, anh không thuốc chữa rồi. Anh lập tức rời khỏi Lâm gia, đừng gây cản trở cho sự phát triển Lâm gia chúng tôi. Vậy thì xem các người, tối nay có cơ hội này hay không? Cậu tưởng rằng bản thân cậu là ai? Cậu lẽ nào còn có năng lực ngăn cản chúng tôi không thành? Có tôi ở đây, vậy không chắc chắn rồi. Nếu các người đã vô cảm như vậy, vậy tôi hy vọng cô tôi nay đừng hối hận. Nếu vợ anh đã không cần anh nữa, đề nghị tôi cho anh, có nên suy nghĩ chút không? Ồ, cô không sợ tôi và đối tượng cô đào hôn một đức tính sao? Anh chắc không phải là người như vậy, tôi tin phán đoán của tôi. Được vậy, tôi sẽ giúp cô. Giúp cô ứng phó với Tiêu Lăng Thiên này. Một lời đã định, được vậy, quyết định như vậy. Vậy tối nay gặp ở khách sạn Thánh Long. Thanh Loan, chuẩn bị y phục nói với bọn họ. Tôi Diệp Long Nguyên, thần chủ thiên môn, đích thân tham gia tiệc Long Môn. Mẹ tin tốt, thần chủ sẽ đích thân tham gia tiệc Long Môn. Tiến hành sắc phong cho con. Ayo ha ha, ayo ha ha, xem ra thần chủ là vô cùng xem trọng con, nhất định là vì con mới đích thân tham gia tiệc Long Môn. Nghe nói thần chủ này mới hơn 20 tuổi, liền có thành tựu lớn như vậy. So sánh, Diệp Long Nguyên đó chính là phế phẩm. Diệp Long Nguyên không có tư cách so sánh với thần chủ. Chỉ có người giống thần chủ như vậy mới là đàn ông thực sự. Thiên kiều, thần chủ không những nắm giữ thiên môn, còn là hoàn thân quyền lực nhất thiên hạ, không phải là những người bình thường chúng ta có thể so sánh. Kiều kiều, em biết tấm lòng của anh bằng lòng vì em làm tất cả. Thiếu Kiệt, em rất cảm ơn những năm này sự giúp đỡ anh dành cho em. Anh em nuôi coi anh giống như một người anh trai. Em này, Thiên Kiều à, Thiếu Kiệt thua kém với xuất chúng thần chủ đó, nhưng so với đại đa số nam nhân trên thế giới này mạnh hơn nhiều. Diệp Long Nguyên đó mang giày cho Thiếu Kiệt chúng ta cũng không xứng. Nếu con mất Thiếu Kiệt rồi sẽ hối hận đó. Con khốn này thực sự có thể giả vờ. Nếu không phải là lúc đầu biết thiên môn coi trọng Lâm gia, lão tử sớm cưỡng hiếp cô rồi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ suy nghĩ lại. Mẹ, con vừa nhận được tin giám đốc điều hành của tập đoàn Ngân Hà cũng sẽ tham gia tiệc Long Môn tối nay, đàm phán chuyện hợp đồng 100 tỷ. Sao? Ha ha ha. Mẹ nói Lâm gia chúng ta mọi chuyện bây giờ đã khác rồi, coi như Đường gia họ cũng muốn cầu xin chúng ta hợp tác. Ông trùm bất động sản Diêm Thành, tập đoàn Vương Thị đến chúc mừng. Đại học Y Diêm Thành, tập đoàn Trần Thị đến chúc mừng. Ông trùm Diêm Thành, tập đoàn Trương Thị đến chúc mừng. Phu nhân Lâm, đây là đề xuất dự án của tập đoàn Vương Thị chúng tôi. Cô nhất định muốn hợp tác với tập đoàn Vương Thị chúng tôi. Lão phu nhân, đây là quà mừng của Trương Thị tôi.
hy vọng bà thích. Lão phu nhân, nhà bà có nữ vũ hầu, sau này còn xin quan tâm nhiều hơn, chắc chắn rồi ha ha. Các vị ăn uống ngon miệng mời. Bà bận trước nhé. Thiên Kiều à, điều kiện của Lâm gia chúng ta có vẻ rất tốt. Như này sắp vươn lên nhà hào môn đứng đầu rồi. Bác gái, bác yên tâm, bác xem, người hôm nay đến đều là loại người gì? Đó đều là những hào gia hàng đầu ở Diêm Thành. Diệp Long Nguyên, đây cũng là nơi anh có thể đến sao? Mau cút ra khỏi đây cho tôi có thể tham gia tiệc Long môn này, là vinh hạnh lớn nhất của tiệc Long môn. Con rể ở nhà vợ Lâm gia này, có tư cách gì đến đây, còn ngông cuồng như vậy? Cũng không biết, Lâm gia này là làm sao có thể tìm một tên phế phẩm kiêu ngạo như vậy, làm con rể. Diệp Long Nguyên, anh đến đây làm gì? Hôm nay là tiệc Long môn, là ngày huy hoàng của Lâm gia tôi, anh cút đi. Nếu tôi không đến, tiệc Long môn này không thể tiếp tiến hành. Diệp Long Nguyên, anh đừng chép gió nữa sẽ chết đấy. Lâm gia tôi có thể trở thành hào môn, không liên quan gì tới anh. Vốn dĩ muốn với thân phận người bình thường, hòa thuận với các người. Nếu các người đã như vậy, vậy tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Ha 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 ha. Anh có thể giấu giếm cái gì? Lẽ nào anh muốn nói với tôi, ông chủ thiên môn đều nghe lời anh sao? Không sai, bọn họ đương nhiên nghe theo tôi rồi. Cậu tên phế phẩm này, tiền không có bao nhiêu, khả năng khoe khoang không hề nhỏ. Một món vật ở đây, cả đời cậu cũng không mua nổi. Hơn nữa, những thứ này đều là quà mừng mọi người tặng cho Lâm gia chúng tôi. Quà mừng cho Lâm gia các người, bọn họ muốn tặng là sau lưng Lâm gia các người có tôi. Nếu không có tôi, sau lưng giúp đỡ Lâm gia các người. Tiểu tử, cậu là đến từ đâu? Chúng tôi còn phải nịnh bợ cậu vậy? Ôm cái tên phế phẩm kiêu ngạo này ra ngoài, tiệc Long môn cũng là nơi mà cái loại phế phẩm anh ta có thể giở trò lưu manh sao? Tiểu tử, mau cút khỏi đây cho tôi. Cậu không tiền không thế lực, ở đây giả vờ giàu có chính là đang tìm cái chết đó. Tên phế phẩm thật đáng xấu hổ, một người ở đây cũng có thể giết chết cậu. Lâm gia tôi là không có tư cách, nhưng bọn họ nịnh bợ là Thiên Môn Tứ Điện và 36 viện đứng sau Lâm gia chúng tôi. Chuyện này liên quan gì đến anh? Có liên quan gì với tôi sao? Bởi vì Thiên Môn này chính là do tôi thành lập. Thiên Môn Tứ Điện và 36 viện, tất cả mọi người trên dưới đều là nghe từ mệnh lệnh của tôi. Ha ha ha. Thiên Môn chính là cổ vật đại hạ của tôi, bảo vệ sự an toàn của tôi ở đại hạ. Tên phế phẩm cậu cũng dám nói là do cậu thành lập sao? Tôi thất vọng với anh vì giữ thể diện, ngay cả những lời nói dối đại nghịch vô đạo cũng dám nói. Được, nếu anh đã nói là do anh thành lập, vậy chắc anh quyền thế vô song, cực kỳ giàu có. Vậy quà mừng của tôi đâu? Anh sẽ không nghèo đến mức ngay cả quà mừng cũng không chuẩn bị chứ? Tôi sớm đã nói rồi, tôi có thể đến tham gia tiệc Long môn chính là vinh quang lớn nhất của tiệc Long môn. Tôi thấy anh là nghèo đến mức không có tiền chuẩn bị quà mừng. Thật ra tôi đã chuẩn bị cho cô một lễ trọng, nhưng xem ra bây giờ cô không có tư cách rồi, lại là một lời nói dối. Hai tay anh trống không còn nói có quà mừng. Anh thực sự khiến tôi thất vọng. Thiên Kiều, em cảm thấy tên phế phẩm này, anh ta có tiền chuẩn bị quà mừng không? Quà mừng của tôi đợi một lúc sẽ tới, nhưng anh luôn ở đây xua, làm tôi rất phiền. Tiểu tử, mở to cái mắt của anh ra xem, anh biết đây là cái gì không? Dạ Minh Châu mà thôi. Tên phế phẩm anh, đây không phải là Dạ Minh Châu bình thường, đây là Dạ Minh Châu Thâm Hải, giá trị 1.000 vạn, đây là bảo vật quan trọng của Trần gia. Dạ Minh Châu Thâm Hải, nghe nói là kho báu quý hiếm, năm đó có người muốn dùng 3.000 vạn thu mua từ Trần gia, nhưng Trần gia không bán, không ngờ rằng Trần gia lần này vậy mà tặng nó một cục đá vỡ nhỏ như này. Anh cũng có mặt mũi nói nó là quà mừng sao? Diệp Long Nguyên, anh thương hội vạn quốc vì chúc mừng Lâm gia đặc biệt biếu tặng đồ đồng thời chiến quốc, một cây tuyết liên ngàn năm, một con dấu vàng nhà Hán, một hộp thổ cẩm gỗ nghệ vàng hàng nghìn năm. Lâm tiểu thư, tôi đặc biệt theo mệnh lệnh của tổng thống gửi tặng một số quà mừng chúc mừng Lâm tiểu thư. Đây thực sự là Diệp Long Nguyên tặng đến sao? Đồ đồng thời chiến quốc, tuyết liên ngàn năm, con dấu vàng nhà Hán, những thứ này toàn bộ là vật báu vô giá, thậm chí hộp thổ cẩm gỗ nghệ vàng hàng nghìn năm xấu nhất cũng trị giá vài trăm vạn. Như thế nào, món quà này đủ ý nghĩa không? Các người chắc chắn đây là anh ta tặng không? Tôi không quen biết anh ta, quà cũng được tặng đến rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Ha ha ha, tôi đã nói rồi,
một tên phế phẩm ngồi tù 3 năm, làm sao có thể tặng được những món quà đắt đỏ như vậy? Diệp Long Nguyên, anh thực sự làm tôi thất vọng, là cô bị quyền lực che mờ hai mắt, Lâm gia chúng tôi thật sự là sắp lên như diều gặp gió rồi. Ha ha, ngay cả Thương hội Vạn Quốc cũng tặng đến lễ trọng như vậy, yếu kiệt Trần gia các người ở Thương hội Vạn Quốc có địa vị cử trọng nhược khinh, phần quà mừng này hẳn là đề xuất của Trần gia. Lẽ nào là món quà bất ngờ bí mật của ba, nhân lúc mình bắt được Lâm Thiên Kiều? Bác gái chế giễu rồi, đây là quà do ba con chuẩn bị, anh thật sự là không biết xấu hổ. Những món quà chúc mừng này là tôi bảo Thương hội Vạn Quốc chuẩn bị, Thương hội Vạn Quốc sẽ nghe theo lời anh sao? Anh không phải lại muốn nói chủ tịch của Thương hội Vạn Quốc là anh chứ? Tôi thực sự không phải là chủ tịch của Thương hội Vạn Quốc, nhưng chủ tịch của Thương hội Vạn Quốc phải nghe theo tôi, mau để tên phế phẩm này ra ngoài. Chủ tịch Thương hội Vạn Quốc, bao nhiêu dòng tộc muốn nịnh bợ, người ta sẽ nghe theo cậu sao? Thiếu Kiệt, hộp thổ cẩm gỗ nghệ vàng này cần mật khẩu mới có thể mở được, con biết bên trong là gì không? Đây, đồ vật bản thân tặng bản thân lại không biết. Đây là đề xuất của bố tôi, quà mừng chủ tịch chuẩn bị, tôi không biết rất kỳ lạ sao? Lẽ nào anh biết? Tôi đương nhiên là biết, bên trong hộp này là ấn tỷ điện Khôn Luân, cũng là muốn trong tiệc Long Môn này, vốn dĩ ấn tỷ lẽ ra được ban thưởng cho Lâm Thiên Kiều quản lý. Không thể nào, ấn tỷ điện Khôn Luân thiên môn vô cùng cao quý, làm sao Thương hộ Vạn Quốc sẽ tặng nó? Hộp thổ cẩm gỗ nghệ vàng nghìn năm, sự vô giá, nhưng nó không có tư cách chứa được ấn tỷ điện Khôn Luân. Không tin sao? Mở ra xem. Thiếu Kiệt, nhập mật khẩu, mở cái hộp này, tát thật mạnh vào mặt tên phế phẩm này, mở đi, để anh ta hết hy vọng. Nghe thấy chưa, bảo anh mở nó, chẳng lẽ anh không thể mở? Ai nói tôi không thể mở, tôi đây là cho anh cơ hội. Aya, Thiếu Kiệt con đúng là lương thiện, đừng cho tên phế phẩm này thể diện, mau mở đi, để anh ta tâm phục khẩu phục. Anh ta không biết mật mã, vốn dĩ không thể mở, quà mừng Thiếu Kiệt tặng đến, có thể không biết mật mã sao? Mở ra chứng minh cho anh ta. Bác gái, đừng kéo dài nữa, mau mở đi, vạch trần lời nói dối của anh ta. Thiếu Kiệt, mau mở ra đi. Xác minh mật mã không thành công, vui lòng nhập lại, đây là chuyện gì vậy? Thiên Kiều, đây là hiểu lầm, bố anh không có thiết lập mật khẩu, anh thử lại lần nữa. Xác minh mật mã không thành công, vui lòng nhập lại, tại sao lại sai rồi? Kiều Nhi à, đây là quà bất ngờ Thương hội Vạn Quốc tặng, Thiên Kiều không biết mật mã cũng là bình thường, quay về để Thiếu Kiệt hỏi lại ba cậu ấy là được. Đúng vậy. Tên phế phẩm, mau trả lại hộp cho tôi, đây là hộp của tôi, ngay cả mật mã cũng không biết, còn có mặt mũi nói đây là hộp của cậu, mở to cái mắt của cậu ta xem rõ cho tôi, cậu dừng tay cho tôi, nếu cậu nhập sai mật khẩu, khóa hỏng rồi, ngay cả cái mạng nhỏ của cậu cũng không bồi thường nổi. Đây là đồ của Lâm gia tôi, anh dừng tay, nực cười. Mật khẩu chính xác. Quà mừng này không phải là cậu bảo người tặng đến sao? Tại sao anh ta biết mật khẩu? Diệp Long Nguyên, anh chơi tôi. Tên phế phẩm không biết liêm sỉ, cút, lẽ nào quà mừng này thực sự là Diệp Long Nguyên kêu người tặng đến, chỉ là không biết ấn tỷ trông như thế. Được. Đây chính là ấn tỷ Khôn Luân. Diệp Long Nguyên, anh đến là chọc cười phải không? Anh tưởng bọn tôi là đồ ngốc à? Ngọc Bội và ấn tỷ, chúng tôi còn phân biệt rõ ràng, anh chẳng qua là nhập đúng mật khẩu, đây vốn dĩ không phải là ấn tỷ Khôn Luân, một bọn phế phẩm, đây chính là ấn tỷ Khôn Luân, lời của cậu một chút cũng không đáng tin cậy, ai sẽ đem ấn tỷ chế thành ngọc bội? Tôi hiểu rồi, anh đến đây muốn phá đám. Anh đi đi, một lúc nữa thần chủ và Đường tổng sắp đến rồi, vì tình cảm ngày trước, chuyện anh phá đám em sẽ không tính toán, anh lập tức rời khỏi lễ sắc phong của em. Cô thà rằng tin Trần Thiếu Kiệt mà không tin tôi. Tôi dựa vào cái gì tin một tên phế phẩm vô tích sự? Anh khiến tôi quá thất vọng rồi, bây giờ tôi muốn ly hôn với anh. Lẽ nào trong mắt cô chỉ có quyền lực và của cải, một chút tình cảm vợ chồng của chúng ta đều không có sao? Anh có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tốt, rất tốt. Lại lấy oán trả ơn như cô, không trung thành, không xứng làm người giữ ấn tỷ. Anh tưởng rằng anh hủy hoại một mặt ngọc bội có thể ngăn cản tôi trở thành người nắm ấn tỷ sao? Hành vi như này của anh chỉ khiến tôi cảm thấy anh là một người yếu đuối và bất tài,
Tên phế phẩm cậu, sao dám làm hỏng quà mừng của chủ tịch Vạn? Người đâu, đem tên này ra ngoài cho tôi. Dám cả gan trong tiệc Long Môn phá đám, tội đáng bị giết. Hôm nay không xử lý anh, một lúc nữa thần chủ đến, không một ai trong các vị được chạy. Các vị nói có đúng không? Đúng, tội đáng chết. Đáng chết, hôm nay Diệp Long Nguyên tôi đứng ở đây, cho dù thiên hạ chư quốc, tất cả anh hào, người nào dám động vào tôi, Diệp Long Nguyên, anh nhất định phải hại Lâm gia chúng ta. Hai bàn tay trắng sao? Lâm gia các người có thể được hưởng sự giàu có thiệt hạ, là bản thân cô khư khư cố chấp, hủy hoại hoàn toàn. Tôi đối với anh hoàn toàn thất vọng rồi. Anh chính là một tên phế phẩm, vô tích sự. Đừng phí lời với bọn họ, nhân lúc Đường tổng và thần chủ chưa đến, đem bọn họ ra ngoài, đánh gãy hai chân. Nếu anh ấy là vô tích sự thì cô là gì? Lại là cô? Cô trở thành một người phụ nữ, có thể có một chút danh dự không? Tôi thích Đào Thiếp. Cô có vấn đề gì không? Đành phải nói, mắt Long Nguyên trước đây thực sự rất kém, ngay cả con rồng thực sự ngay bên cạnh cũng nhìn không ra. Diệp Long Nguyên, anh năm lần bảy lượt để người phụ nữ này lủng lẳng trước mặt tôi, là vì khoe khoang bản lĩnh dụ dỗ gái của anh phải không? Nếu cô đã không tin tôi, tôi có giải thích với cô như nào? Mọi người mau đến xem, tên phế phẩm này còn chưa ly hôn với con gái tôi liền dụ dỗ con khốn này rồi. Tại người này làm sao có thể diện xuất hiện ở đây? Người phụ nữ này đúng thật là không cần thể diện nữa rồi. Một tên phế phẩm vậy mà chạy đến đây làm loạn, đợi thần chủ đến, Lâm gia xong đời rồi. Có người phụ nữ là không biết xấu hổ, không giống Đường Diệu Âm, chủ tịch của tập đoàn Ngân Hà, tài năng vô song, thậm chí giữ mình trong sạch. Xem ra anh đối với chủ tịch Đường gia rất hiểu rõ. Tại hạ bất tài, tuy rằng không gặp qua, nhưng Đường tổng cũng sẽ không giống như cô, con phế phẩm Đào Thiếp. Tôi thậm chí không ngờ rằng còn có người nhìn chúng anh. Diệp Long Nguyên, anh thật sự có đủ bản lĩnh, đúng là một cặp vợ chồng tốt. Bây giờ Lâm gia tôi là hào môn Diên Thành, không những có dự án nghìn tỷ của Đường gia, tôi còn sắp được phong là Vũ Hầu. Lại người như anh sớm đã không xứng với tôi rồi. Cô muốn tôi lập tức ly hôn với anh ta, tặng tên phế phẩm này cho cô. Lâm Thiên Kiều, cô thực sự muốn ly hôn với tôi? Không sai, tôi muốn ly hôn với anh. Bây giờ lập tức. Năm đón anh ở biên giới 3 năm vô tích sự, Lâm gia sớm đã dưới sự dìu dắt của tôi vươn lên hào môn. Bây giờ anh cả mang giày cho tôi cũng không xứng. Diệp Long Nguyên ngay cả phụ nữ cũng không bằng, nếu tôi là anh, sớm đã tự sát rồi. Ha ha ha, lại phế phẩm như anh, đừng nghĩ đến chuyện cóc ăn thịt thiên nga. Nếu tôi là anh, tôi sớm đã tìm một nơi tự sát rồi. Anh là làm sao có thể diện sống trên thế giới này? Anh cả khịa tôi, Diệp Long Nguyên, anh dám động vào tôi phải tiêu diệt anh. Cô vì anh ta, cô muốn tiêu diệt tôi. Được, hay cho một đôi viên phu gian phụ. Được Diệp Long Nguyên, vậy mà dám ở tiệc Long Môn động tay, lão nương cho cậu biết tay. Một lũ mù quáng khinh thường người. Con khốn cô vậy mà dám đánh tôi. Mẹ. Ở trên đây ký tên đi, 1.000 vạn này chính là của anh. Chúng ta dễ tan dễ hợp, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Thiên Kiều, cô chắc chắn chưa? Tôi chắc chắn. Được, tôi đồng ý. Trả lại tự do cho cô, hy vọng cô đừng hối hận. Chi phiếu đủ cả đời anh không lo cơm ăn áo mặc. Được, không lo cơm ăn áo mặc. Hôm nay cô nhất định sẽ vì hành vi của bản thân mà hối hận. Sau này, Long Nguyên, loại phụ nữ này cũng không xứng với anh. Anh có tư cách gì có thể khiến tôi hối hận? Lâm gia tôi sẽ cùng Đường gia hợp tác. Tối nay tôi lại được phong là nữ hầu Vũ. Mỗi câu nói của tôi có thể khiến anh thân bại danh liệt. Khiến tôi thân bại danh liệt. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể cho Lâm gia các người, cũng có thể lấy lại. Hôm nay, bắt đầu từ hợp đồng nghìn tỷ của Lâm gia các người, lời này của anh là có ý gì? Cô chết rồi, hôm nay, tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng nghìn tỷ của Lâm gia các người.
anh là người đứng đầu Đường gia hay là người thừa kế của Đường gia? Anh nói hủy là hủy, anh tưởng rằng anh là nhân vật lớn gì? Diệp Long Nguyên, anh nghĩ rằng anh là ai? Anh nói hủy là hủy vậy? Dựa vào tôi, tôi cũng cảm thấy có thể hủy bỏ hợp đồng dự án 1000 tỷ với Lâm gia. Một người khích lệ, một người chỉ biết nói khoác lác khoe khoang. Thật sự là xứng đôi, các người không phải muốn hủy sao? Không phải muốn tôi hối hận sao? Khiến tôi hối hận. Được, như cô mong muốn. Hủy hợp đồng 1000 tỷ của Lâm gia và Đường gia. Lập tức tiến hành. Gọi điện thoại xong chưa? Gọi xong rồi thì cút đi. Hôm nay Lâm gia tôi phải bay cao. Bay cao. Tôi có thể khiến Lâm gia các người vươn lên hào môn, cũng có thể khiến Lâm gia các người rơi xuống vực thẳm. Nếu anh thật sự có bản lĩnh này, bây giờ anh sẽ không đứng ở đây. Quản gia Đường Nghị Đức đến. Đường quản gia, ông có phải là đại biểu cho tập đoàn Ngân Hà đến ký hợp đồng với Lâm gia chúng tôi không? Tôi hôm nay, đại biểu tập đoàn Ngân Hà, long trọng tuyên bố hủy bỏ hợp đồng dự án với Lâm gia. Hủy bỏ hợp đồng dự án? Tại sao? Đường quản gia, có phải anh nhầm rồi không? Lâm gia chúng tôi không làm gì hết. Tôi không nhầm, những chuyện bản thân các người làm, trong lòng không liệt kê ra sao? Diệp Long Nguyên khiến Đường gia hủy bỏ hợp đồng với Lâm gia chúng ta, không thể nào. Anh ta không có năng lực, đây là mệnh lệnh của lão gia nhà tôi chỉ truyền đạt nó. Làm sao anh ấy có thể với ông nội, còn có liên quan như này vậy? Con gái à, sự tình hình như có chút phiền phức. Con rể à? Cút, tôi không phải là con rể của bà, Long Nguyên vừa rồi đều là hiểu lầm, mẹ cũng hy vọng con có triển vọng. Hơn nữa nói như nào chúng ta cũng đều là người một nhà. Con xem chuyện hợp đồng này có thể, bà vừa rồi kiêu ngạo như vậy, bây giờ làm sao không ngạo mạn nữa rồi, tính khí vừa rồi của bà đi đâu rồi? Cô quyến rũ người đàn ông đã kết hôn, con nhỏ cướp chồng, có tư cách gì nói chuyện? Tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ lại cô. Đau 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 đau. Bác gái, mẹ. Ông Chi là một quản gia thối, ông có dũng khí nào? Vì một con nhỏ đánh phu nhân hào môn, ông chết rồi. Các người biết cô ấy là ai không? Ai cho các người lá gan gào thét với cô ấy? Cô ta rốt cuộc là ai? Cô ấy chính là giám đốc điều hành của tập đoàn quốc tế Ngân Hà, Đường Diệu Âm, cũng là đại tiểu thư của Đường gia ta. Không thể nào, cô ta làm sao có thể là Đường Diệu Âm? Ông lừa tôi, cô là Đường Tổng. Không sai, tôi chính là giám đốc điều hành của tập đoàn quốc tế Ngân Hà, Đường Diệu Âm. Các người cảm thấy tôi còn không có tư cách hủy bỏ hợp đồng dự án 1000 tỷ của Lâm gia các người không? Đây là chuyện riêng của tôi, cô không nên xem vào. Hừ, tôi đã nói rồi, tên phế phẩm này không thể nào có thế lực như vậy. Hóa ra tất cả đều là Đường Tổng làm. Đường Tổng Aya, vừa rồi đều là hiểu lầm. Tại tên phế phẩm này, Aya, Đường Tổng, tên phế phẩm này ghen tị Lâm gia phát đạt, vì vậy mới chạy đến tiệc Long Môn đến làm loạn. Người đàn ông của tôi, cho phép anh mách lẻo à? Nếu Long Nguyên đã ly hôn rồi, anh ấy thậm chí được tự do, bây giờ bổn tiểu thư công bố, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Long Nguyên là người đàn ông của tôi. Nếu ai dám ức hiếp anh ấy, hãy hỏi tôi có đồng ý hay không trước. Từ bây giờ trở đi, anh chính là người đàn ông của em không cho phép bất kỳ ai ức hiếp. Cái đó, cô còn chưa hỏi qua ý kiến của tôi mà. Em không có ghét anh nghèo đói thiếu học vấn. Anh còn cái gì bất mãn không? Tôi không đồng ý chuyện này. Chuyện của tôi liên quan gì tới cô? Long Nguyên bây giờ đã ly hôn rồi, cô bây giờ còn tư cách gì quản anh ấy? Đường Tổng, anh ta vô tích sự, anh ta vốn dĩ không xứng với cô. Đúng vậy Đường Tổng, Diệp Long Nguyên tên phế phẩm này không có cái gì, còn không có bản năng, không đáng được cô xem trọng. Mẹ con các người không có mắt, khiến tôi giống các người từ bỏ rồng thực sự, cô cảm thấy có thể không? Đường Tổng, Aya vừa rồi đều là hiểu lầm, hợp đồng dự án này cô xem. Long Nguyên, anh cảm thấy dự án này có nên giao cho bọn họ không? Chuyện này tôi đã nói rồi. Không được, mẹ không cần cầu xin bọn họ, dự án này mất thì đã mất rồi, con cũng không thèm, đây là đơn hàng 1000 tỷ, tôi nói không đưa là không đưa.
Các người đừng ở đây an ủi bản thân mình nữa, đồ đàn bà nông cạn. Sau tối nay, tôi chính là người nắm giữ ấn tỷ, nữ vũ hầu, lệ thuộc cấp cao của thiên môn. Nhìn thấy ngai vàng kia chưa? Đó chính là ngai vàng của thần chủ. Sau tiệc phong sắc, tôi sẽ bầu bạn bên cạnh thần chủ. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người đến cầu xin tôi hợp tác. Đường ra cô, tôi còn không thèm, nhìn thấy chưa? Sau tối nay, con gái tôi sẽ làm người bầu bạn bên cạnh thần chủ. Khắp thiên hạ, chỉ có thiên kiều chúng tôi có danh hiệu này. Bác gái, Diệp Long Nguyên anh ta chính là tên phế phẩm bám váy đàn bà. Anh ta ngoài bám váy đàn bà, còn có tác dụng gì chứ? Diệp Long Nguyên này hình như ngoài bám váy đàn bà, thật sự không còn tác dụng gì khác. Lẽ nào Lâm tiểu thư chướng mắt anh ta, lại này ngoài bám váy đàn bà, người vô tích sự, hừ, tôi kinh tởm rồi. Nghe thấy chưa, tất cả mọi người đều biết, anh là một tên phế phẩm chỉ biết bám váy đàn bà, bây giờ trong mắt cô chỉ có quyền lực. Tại sao năm đó tôi lại kết hôn với cô chứ? Thế nào, so với anh không có chí cầu tiến, chỉ có thể bám váy đàn bà thì liên quan gì đến cô, tôi cam tâm tình nguyện cho Long Nguyên bám, cô quản được không? Tôi không biết hai người các ngươi là dụ dỗ như nào, nhưng anh dựa vào đàn bà lên như diều gặp gió, tôi khinh thường anh, cô nhìn vào gương đi, xem dáng vẻ bây giờ của cô, thật sự khiến người ta buồn nôn, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Quà mừng này chính là tôi tặng. Cô thật sự khiến tôi buồn nôn. Tôi dựa vào cái gì phải tin anh? Anh có lấy được cái gì ra chứng minh không? Diệp Long Nguyên, nhiều năm như vậy là tôi lôi kéo Lâm ra tiếp tục tiến về phía trước. Sau hôm nay, tôi chính là nữ vũ hầu, người nắm giữ ấn tỷ, ngồi tít trên cao, nhìn xuống trần gian. Hơn nữa anh ngồi tù 3 năm, vẫn chỉ là một tên bám váy đàn bà, một kẻ khoác lót vô tích sự. Nhìn ra thế gian ư? Cô nằm mơ, tôi đã nói, tôi có thể cho Lâm gia các người tất cả, cũng có thể để Lâm gia các người. Hai bàn tay trắng, thái độ của cô thật khiến tôi buồn nôn. Tiệc Long Môn hôm nay, hủy bỏ. Diệp Long Nguyên, lá gan của anh lớn thật, anh dám phá hoại ngai vàng của thần chủ. Diệp Long Nguyên, anh xong đời rồi, đừng liên lụy đến Lâm gia chúng tôi. Diệp Long Nguyên, anh ngay cả ngai vàng của thần chủ cũng dám phá hoại. Hôm nay không ai dạy được anh, dĩ khí hóa hình. Đây là đỉnh cao của võ thuật, đây đối với mẹ con họ thật sự là hoa mắt, láo xược. Ai cho phép các người ở trước mặt tôi gào thét? Diệp Long Nguyên, hôm nay anh hủy hoại tiệc Long Môn của tôi. Đợi thần chủ và Thanh Loan đến, tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với họ. Đúng vậy, nói với thần chủ, để thần chủ trừng phạt ngươi. Người đâu, chuẩn bị cho thần chủ một ngai vàng mới. Không cần, tôi nói rồi, tiệc Long Môn tối nay hủy bỏ. Khả năng Lâm gia các người bay cao không còn nữa. Anh lại như vậy, anh nói hủy là hủy sao? Anh tưởng rằng anh là thần chủ sao? Long Nguyên, chúng ta đi thôi. Đường gia chúng ta và thiên môn có quan hệ thân thiết, ông nội em nhất định sẽ bảo vệ anh. Đi thôi, đứng lại cho tôi. Làm hỏng ngai vàng của thần chủ, liền muốn đi như vậy sao? Ở đây đợi, thần chủ phạt cho tôi. Anh sai rồi, tôi không đi. Tôi còn chưa nhìn thấy Lâm gia, dáng vẻ hối hận quỳ xuống. Điện Khôn Lân thiên môn, Thánh Vương Thanh Loan đến,